Mitsubishi Triton 2024 vừa mới ra mắt thị trường Thái Lan ngày hôm nay và dự kiến cũng sẽ về Việt Nam trong thời gian tới đây. Triton 2024 có mức giá quy đổi cho phiên bản tiêu chuẩn từ 480 triệu đồng. Phiên bản mới của mẫu xe này sẽ được nâng cấp toàn diện từ nội thất, ngoại thất cho đến cả những tinh chỉnh về động cơ và khung gầm. Trên Triton 2024 đặc biệt còn có một phiên bản hiệu năng cao được trang bị máy 2.4 cho ra công suất 204 mã lực cùng với mô men xoắn cực đại 470 Nm. Trong video ngày hôm nay, anh em hãy cùng mê xe xem Mitsubishi Triton 2024 có gì mới để khi về Việt Nam cạnh tranh với cả Ford Ranger nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với mê xe. Mitsubishi Triton 2024 vừa ra mắt tại Thái Lan với tận 8 phiên bản và có các cái mức giá quy đổi dự kiến như đang hiển thị ở trên màn hình. Hiện tại ở thị trường Việt Nam thì Triton đang được phân phối với hai phiên bản là Triton Mivec và Atlas, cùng với cái tùy chọn là một cầu hoặc hai cầu với mức giá bán từ 650 đến 905 triệu đồng. Mức giá của Triton khi so sánh với các đối thủ hàng đầu của phân khúc bán tải là Ford Ranger thì có thể nói là mềm hơn đôi chút. Với mức giá dự kiến hạt rẻ hơn so với cả Ranger thì Triton 2024 cùng hàng loạt nâng cấp cũng như là cải tiến sẽ thuyết phục được nhiều khách hàng hơn. Ở trên Triton 2024 thì mẫu xe này đã lớn hơn so với cái thế hệ cũ và cũng được trang bị khung gầm mới được Mitsubishi quảng cáo là cứng hơn, với độ cứng chống uốn tăng 40%, độ cứng chống xoắn tăng 60%. Kích thước trục cơ sở của Mitsubishi Triton 2024 cũng được tăng lên từ 3.000mm thành 3.130mm, khoảng sáng gầm được tăng lên thành 222mm. Nhưng nếu so với chiều dài trục cơ sở của Ranger thì Triton vẫn ngắn hơn khi mẫu bán tải tại Mỹ có chiều dài cơ sở lên tới 3.270mm. Những thay đổi rõ nét nhất ở trên Triton 2024 chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy nhất đó chính là ở phần mặt ca lăng, khi mà giờ đây ở phần đầu của Triton trông đã vuông vức hơn khá nhiều so với cái phiên bản trước. Đèn định vị cũng như đèn chiếu sáng được Mitsubishi thiết kế lại giúp chiếc xe nhìn dữ dằn hơn, đúng với cái tên gọi của phong cách ngoại thất này là Beast Mode. Phần mặt lưới tản nhiệt cũng được làm mới hoàn toàn với tạo hình các khe lớn nhìn như một chiếc thang. Mặt lưới tản nhiệt này cũng được sơn đồng màu với cái màu của thân xe. Cản dưới cũng được thay đổi tạo hình cùng với cái lớp sơn bạc làm tăng sự chắc chắn ở phần đầu xe. Không biết anh em đánh giá thế nào về phần đầu xe mới này ở trên Mitsubishi Triton 2024. Nhưng mình lại thích cái kiểu thiết kế phiên bản cũ hơn. Ở bản 2024 có cảm giác đầu xe hơi vuông quá và có cái điểm gì đấy nó thiếu điểm nhấn một chút. Anh em nghĩ sao về cái thiết kế này thì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận nhé. Thân và đuôi xe của Mitsubishi Triton 2024 không quá khác biệt so với các phiên bản trước, nhưng đã được tinh chỉnh để hiện đại cũng như là thực dụng hơn. Trên cái phiên bản cao cấp nhất thì Triton 2024 được trang bị bộ mâm lớn với kích thước 18 inch cùng tạo hình đa chấu được sơn đen để tăng độ khỏe khoắn cho xe. Mitsubishi còn tập trung cải thiện tính tiện dụng cho Triton mới với cái phần tay cầm lớn và bền hơn, bậc lên xuống bên hông rộng hơn với hệ thống thoát nước tốt hơn. Độ cao của thùng xe cũng được giảm xuống 45mm còn khoảng 820mm. Và cản xe cũng được thiết kế để tối ưu thành chỗ để chân để leo lên trên xe nó dễ hơn. Động cơ trên Triton 2024 không có nhiều thay đổi khi mẫu xe này vẫn sử dụng động cơ 2.4 lít có công suất 184 mã lực, mô men xoắn 430 Nm kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Điểm đặc biệt trên bản mới 2024 đó là mẫu xe này sẽ có thêm tùy chọn động cơ biturbo 2.4 lít cho ra công suất 204 mã lực và mô men xoắn cực đại 470 Nm. Tuy nhiên, thông số của vần động cơ này vẫn thấp hơn một chút so với cái loại biturbo 2.0 lít trên Ranger Wildtrak và Raptor với 207 mã lực và mô men xoắn cực đại 500 Nm. Triton 2024 vẫn sử dụng hệ dẫn động 4 bánh Super Select 4WD-2 và hộp số 6 cấp giống với cái phiên bản trước. Bước vào bên trong khoang nội thất của Mitsubishi Triton 2024 làm nhiều người sẽ lầm tưởng mình đang ở bên trong một chiếc Outlander mới, khi mà cách làm khoang nội thất của Triton khá giống với người anh em cùng nhà. Cách thiết kế khoang nội thất của Triton vẫn là kiểu tối giản và thực dụng, đúng với triết lý thiết kế của người Nhật. Chúng ta sẽ có màn hình sau vô lăng kích thước 7 inch, màn hình trung tâm 10 inch đặt nổi, cũng có hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Không giống như Ranger khi đưa hết tất cả mọi thứ vào trên màn hình thì ở trên Triton 2024 vẫn giữ lại nhiều các phím bấm vật lý, nhất là phần điều chỉnh điều hòa với màn hình riêng cùng các nút bấm. Triton 2024 được trang bị hệ thống âm thanh vẫn là loại 6 loa. Phanh tay gây bất ngờ khi vẫn là loại cơ chứ không phải loại phanh tay điện tử hiện đại như trên Ford Ranger. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ngoài các cổng sạc USB cũ thì Triton mới có thêm cổng sạc USB Type-C hiện đại hơn. Về các tính năng an toàn thì Mitsubishi Triton 2024 được trang bị các tính năng an toàn cao cấp và hiện đại nhất, bao gồm hỗ trợ xuống dốc và hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cũng như là các hệ thống ADAS khác như là phát hiện người đi bộ này, người đi xe đạp, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hệ thống giám sát người lái mất tập trung, kiểm soát hành trình thích ứng, nhận diện biển báo giao thông, phanh khẩn cấp tự động trước và sau,
phanh tự động. Các trang bị an toàn có thể nói là khá đầy đủ trên Triton 2024 và không hề thua kém nếu như so sánh với cả Forerunner. Xét tổng thể về Mitsubishi Triton 2024 thì chúng ta đã có một chiếc Triton mới hơn nhiều so với cái phiên bản trước, từ ngoại hình mới hơn, nội thất hiện đại hơn, cải tiến động cơ cho hiệu năng tốt hơn cùng với hệ dẫn động Super Select chứ danh của Mitsubishi. Hiện tại, Mitsubishi Triton cũng đang được bán tại Việt Nam với mức doanh số chỉ xếp sau mỗi Forerunner. Tuy nhiên, khoảng cách từ kẻ đứng thứ hai đến với người dẫn đầu vẫn đang là rất xa, khi mà tháng 5 Ranger bán không quá tốt cũng được hơn 900 xe, còn Triton chỉ vọn vẹn 142 xe. Triton tại nhiều thị trường có thể bán tương đối tốt, nhưng nếu đem về Việt Nam và là đối đầu với một Forerunner đã quá được ưa chuộng thì e vẫn là cửa khó cho Mitsubishi Triton. Mặc dù ở phiên bản mới đã được nâng cấp khá nhiều trang bị, tuy nhiên nếu như so với Forerunner thì Triton 2024 vẫn còn nhiều điểm thua thiệt như kích thước nhỏ hơn, khoang nội thất xét về độ hiện đại vẫn chưa bằng, thậm chí là vẫn còn dùng phanh tay cơ trong khi Ranger đã có phanh tay điện tử. Tuy nhiên mình nghĩ rằng với những điểm mạnh sẵn có của Triton từ vận hành, từ logo thương hiệu Nhật cùng với sự bền bỉ, tin cậy cộng thêm những tính năng nâng cấp để theo kịp với xu thế với ngoại hình và nội thất hiện đại hơn thì sẽ là điểm cộng mà nhiều người phải cân nhắc khi mua một mẫu xe bán tải. Vậy anh em nghĩ sao về Mitsubishi Triton 2024? Và liệu khi về Việt Nam thì mẫu xe này có làm khó được Forerunner hay không? Anh em hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé. Đừng quên bấm nút like, share cũng subscribe kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo của Mê Xe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em.